Dạ em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em lên clip trường nghề nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán mình em, các anh chị nào chuyển khoản em bao xíu còn siêu cốt thì các anh chị vui làm gửi phí vận chuyển ạ. Em tên đương số thật của em là 0394414450 và số Zalo luôn nha các anh chị. Rồi em vô cái mã số 1 luôn nha. Thì hôm nay cũng có một ít đồ thôi. Các anh chị nào mình chốt mã nào thì đóng cửa lại. Chốt mã nào thì nhắn tin giúp em nha. Rồi cái này là em có cái cây cần lực này nha các anh chị. Cây cần 3/8 của Roto nha các anh chị. Roto OSA. Thì cái lực, giải lực của nó là một bên là cái lực in nha các anh chị. Cái lực in lực gì đó. Thì nó từ là nó có số như vậy nha các anh chị. Đó, nó có số này. Đó, tất cả cái giải lực bên này, còn cái giải lực lên này là bên hệ Newton trên mét nha các anh chị. Thì nó có từ 16.9 là như 17 lên tới 119 nha các anh chị. Đó, thì nó có cái giải lực là hệ hệ in hệ hệ mét này, Newton trên mét này, còn bên này là cái hệ in hệ gì á thì nó để này. In LSB gì nha các anh chị. Thì cái hình thức của nó là còn mới đẹp lắm luôn nha các anh chị. Đai vừa Roto USA 6066CX. Đó thì cái hình thức của nó khi các anh chị mình quay lực nha. Thì mình rút cái nút này xuống này mình quay nha. Đó mình xuống mình muốn quay tới nào mà mình thả ra là nó tự giữ lại luôn nha các anh chị. Nó khóa lại luôn. Mình không cần phải làm gì nữa hết. Đó, thì cây này còn mới đẹp lắm luôn nha các chị. Cây này chiều dài của nó là đáng cửa lại giùm với. Cây này chiều dài của nó là 29 nha, 39 nha các chị. Chiều dài là 39. Đó. Còn mới tinh luôn nha các chị. Đầu đồ hoạt động ok hết này. À, của Froto. Còn mới đẹp lắm luôn này. Đây Froto này. Có gì số của nó này. Khẩu là 3/8 nha các anh chị. Khẩu đồ còn đẹp hết, đầu đồ còn ngon lành. Đó khi các anh chị mình đẩy lực thì mình kéo cái nút ra nha. Mình quay cái lực của mình cần tới để mình đo thì mình quay xong rồi mình thả này là nó tự giữ lại luôn nha các anh chị. Tự khóa lại luôn. Đầu đồ còn mới tinh này, Froto. Rồi mã số 1 nha các anh chị, 1.800.000. Thì cái này em nhận chuyển khoản nha các anh chị. Các anh chị nào ship code thì đặt cọc giúp em nha. Còn em không có ship code không nha các anh chị. Đó. Rồi mã số 1, 1.800.000. Tiếp theo là mã số 2 nha các anh chị. Mã số 2 là em có cái cần snap on này. Cái cần này nha các anh chị, snap on USA. Thì cái cần này còn đẹp lắm luôn, ngoại hình còn đẹp lắm luôn này. Đây đầu bi đồ đẹp mới tinh luôn nha các anh chị. Đầu bi đồ đẹp lắm. Đó, bên ngoại hình đẹp luôn nha các chị. Cái cán này snap on không có một vết chài gì đâu nha. Cái phần này thì nó hơi mớp mớp vô chút xíu thôi nha các chị. Đó, snap on. Cái này thì hoạt động đồ ngon lành nha các chị. Đó, nó vừa là tự động và vừa là đó, vừa tự động và vừa lúc lắc luôn nha các chị. Cái này nó mạnh lắm luôn á. Cái này là khẩu cũng 3/8 nha các anh chị. Cần tự động. Vừa tự động và vừa lúc lắc luôn. On, off, bật qua bật lại rồi còn ngon lành hết nha. Bi rồi còn đẹp hết, không có bị gì hết luôn á. Đầu này. Cái này thì của Snap-on nha các anh chị. Cái này chiều dài của nó là 34 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 34. Ủa, sao thấy nó dài dữ mà có 34 à. 34 nha các anh chị, chiều dài là 34, đầu đồ đẹp còn mới tinh luôn nè, snap on còn mới đẹp luôn nha. Khẩu là 3/8 nha các anh chị, càng tự động và lúc lắc như vậy luôn. Rồi mã số 2, 850.000, em cũng nhận chuyển khoản nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 3 là một cái cây kìm này. Cây kìm này là của Mary nha các anh chị, thì cái đầu của nó hơi đen đen như vậy nha. Thì cái chỗ này nè, cái chỗ đầu lưỡi là nó có hở hở như vậy chút xíu nha các anh chị. Nhưng mà cắn tay cầm được còn ngon lành nha, không có bị gì nha các anh chị. Cắn tay cầm được còn ngon lành. Cái này nè, em cắt dây điện các chị mình xem. Cắt ngọt lắm nha các anh chị, nói chung là nó hở hở thì có hở chứ mà cắt ngọt ngay à. Đó.
Rồi cây này cắn rồi không có rách nè các chị, thì nó cũng có những cái vết cắn này, nhựa mềm á nó cũng có cắn nha các chị, chứ còn ok. Cây này chiều dài của nó là 18 nha các chị. Cây này nó có lò xo nên nó bung bung mà. Mary. Rồi mã số 3 nha các chị, 150. Tiếp theo là mã số 4 là một cái cây kìm này của Victor nha các chị. Victor này. Thì cái cây này á, nó có hở nhẹ chỗ này chút xíu nha. Cái lưỡi mỏng nha các chị. Nó có hở nhẹ chút xíu nè. Nhưng mà cái lưỡi còn ok hết nha. À, chỗ này nó hơi chấp xi. Xi trắng Victor Made in Japan. Victor cắn tay cầm đồ đẹp nha các chị. Không có rách gì đó, còn mới đẹp. Cây này cũng cắt. Đó, cắt ngọt lắm nha. Cây này giống như là cắt nẹp, cắt gì, cắt ngọt lắm. Cái lưỡi của nó cái kiểu mỏng mỏng như vậy nè, nhưng mà nó có cái lỗ hở nhẹ chút xíu như vậy nha các chị đó. Mà trong cùng rồi nha các chị, nó không ở ngoài nên cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Cái này chiều dài của nó là 16 nha các chị. Chiều dài của nó 16 năm. Rồi mã số 4 100 nha các chị. Tiếp theo là mã số 5 là một cái cây kìm cắt móng cắt đồ nha các chị. Hiệu của cây này đó, cây này còn đẹp lắm nha. Lưỡi đồ còn ngon lành nha các chị. Cây này thì hình thức của nó khi các chị mình muốn bật nó ra thì mình để cái lò xo như vậy. Cây này cắt móng thú cưng, cắt đồ, cắt móng tay cũng được hết nha các chị đó. Cái này mình cắt dây điện cũng ngon lành luôn. Không có bị gì đâu nha các chị. Cái này thì hiệu cay nha các chị. Chiều dài của nó là 12 năm. Mã số 5 100. Tiếp theo là mã số 6 là một con dao cạo này nha các chị. Con dao cạo này, con dao này bén cực kỳ luôn á. Đây cái hiệu của nó như vậy nè. Hiệu của nó là cái gì đây? John gì đó. Thì cái cây này này nha các chị. Cây này nó như chưa sử dụng á, hàng bãi đi về nó bị hơi hơi rỉ rỉ như vậy nha các chị. Chứ còn ngoài ra là nó bén dữ lắm luôn á. Hình thức của nó này, đây nó có cái chữ như vậy nè. Bên này nó có cái chữ ta khắc cái gì cũng không biết nữa. Cái này thì chiều dài lưỡi của nó là 8 cm nha các chị. Chiều dài lưỡi của nó là 8 cm. Con dao cạo khá bén luôn. Bén ngót ngọt luôn á. Rồi. Cái này con dao cạo này nha các chị, mã số 6 170.000. Tiếp theo là mã số 7 là một cái con dao này. Con này là con dao ghép nha các chị. Con dao này của Alpha này. Thép trắng không có rỉ nè. Hình thức của nó còn đẹp luôn nha. Con này cái lưỡi cũng còn mới tinh luôn nha các chị. Đó cái lưỡi này, Alpha Japan. Lưỡi còn mới tinh nha các chị. Rồi con này hình thức của nó nè. Made in Japan Alpha. Con này mã số 7 nha các chị, 130. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một cái cây kéo này, cây kéo chữ A nha các anh chị. Chữ A bông lúa luôn nha. Đây chữ A bông lúa có 1, 2, 3 mọc luôn nha các anh chị. Đó thì cái hình thức này. Nói chung là cây này còn khá đẹp nha. Nước ram được cũng còn ngon lành hết nha các anh chị. Cây này chữ A bông lúa này có bông lúa. Cây này không có thép ghép nha các anh chị. Nhưng mà cây này là đời cũ á, khá bén nha. Cái lưỡi của nó như vậy thì đã vệ sinh rồi, làm bén rồi nha các chị. Mình chỉ gì có việc xài thôi nha. Bén ngót rồi nha các chị đó. Bén đẹp rồi nha. Rồi cái này hình thức của nó này. Em sẽ quay này. Chỗ này hơi mòn mòn chút xíu nha các chị. Cái chỗ cái lưỡi này hơi mòn mòn chút xíu nè. Đó còn ngoài ra là còn ok hết nha. Ốc đồng này. Hồi chữ A bông lúa. Cái này chiều dài của nó là 20 nha các chị. Em đo lại rồi em nhớ 20. Chiều dài của nó là 20 nha các chị. Hình thức đây. Rồi cái cây này là mã số 8 nha các chị. 1.200.000. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 thì em có cái cây kéo này nha các chị. Cây kéo này nó gãy cái mỏ nha. Nó gãy cái mũi nha các chị. Cái mũi của nó gãy như vậy nè. Em cắt nó bằng như vậy luôn. Cây này thì hình thức của nó như vậy. Có mọc chữ nè. Cái này hai mọc chữ như vậy nha các chị. Ốc đồng này. Cái đuôi của nó thì cái dây da này đứt rồi nha các chị. Đó nó có cái chốt này để các chị mình. Cây này là một cái cây
thép đốt mà mũi nhọn nha các chị. Nhưng mà cái này nó làm để các anh chị mình tỉa nha. Thì cái cây này là các anh chị nào mình về mình tỉa tàn làm hoa rồi nha các anh chị. Các anh chị nào nhà vườn được cũng xài cũng ok nha. Rồi cái cây này là hình thức của nó là nó em cắt một khúc như vậy nha. Đây các anh chị mình xem giúp, xem kỹ nha các anh chị đó. Thì cái cây này chiều dài của nó là 17 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 17 này, nó còn 17 nha. Còn 17. Rồi mã số 9 nha các anh chị. Mã số 9 là 250. Tiếp theo là mã số 10 nha các anh chị. Mã số 10 là một cái cây kéo này. Cái cây này thì nó hơi rổ cái lưỡi nha các anh chị. Thì hai cây này em cũng thanh lý luôn nè. Cây này cũng giá là thanh lý rồi nha các anh chị. Mã số 9 250. Tiếp theo là mã số 10 nha các chị. Thì cái cây này đó, nó cũng rổ như vậy nha các chị. Nhưng cây này nó rổ cái mặt như vậy nè, mà nó bén dữ lắm nha các chị đó. Cây này là cây tỉa đa năng, có rổ như vậy nhưng mà bén dữ lắm nha. Thì hình thức của nó nè, đó nó rổ như vậy nha các chị, có rổ nè. Cây này thì cũng đứt dây da nha các chị, nó cũng có cái chớp về đứt dây da rồi đó. Bén dữ lắm nha. Thấy vậy chứ cắt ngọt lắm luôn, rất ngọt lắm. Cái này hình thức này nha các chị, rổ như vậy nè, đó rổ bên ngoài em không có. Cái này là em chỉ vệ sinh rồi em thanh lý thôi nha, chứ còn không có mài sửa gì hết nha. Mà nói chung là cái cốt rồi nó còn mạnh, nó còn ngon lành lắm, nhưng cái lưỡi thì nó hơi rổ. Thì chiều dài của nó là 17 năm nha các chị đó. Em quay kỹ nha các chị, mình xem kỹ nha các chị đó. Rồi mã số 10 nha các anh chị, 200, em thanh lý luôn. Tiếp theo là mã 11 nha. Mã 11 là một cái cây kìm này nha, cái kéo cắt cành này nha các chị, của Supercut này. Đây, Made in Japan nha các anh chị. Thì cái cây này hình thức của nó là như vậy. Cán tay cầm thì nó có rách nha các anh chị, cắt cũng ngọt lắm luôn á. Cây này kéo các anh chị mình tỉa tàn rồi nha các anh chị. Đó, lưỡi cắt của nó đây, em cắt thử này. Cắt ngọt nha các anh chị, cắt ngọt, cắt ngọt nha. Cái này thì hình thức của nó là như vậy nha các anh chị. Super cốt gì đó, thép không rỉ, thép trắng, thép không rỉ. Chiều dài của nó là 21 nha các anh chị, chiều dài 21. Rồi mã 11, 200 nha các anh chị. Đây, Made in Japan, lưỡi rồi cũng còn ok hết nha, bén rồi nha các anh chị. Tiếp theo là mã 12. Mã 12 là em có cái kéo này nha. À quên, có cuộn dây này nha các anh chị. Cái cuộn này là nó hình thức của nó là 50m nha các anh chị, 50m. Cái cuộn này là cuộn bọc thép nha các anh chị. À, nó có 3 lớp á. Này logo nội địa Nhật này, chiều dài 50m này. À, Tarima Japan nha các anh chị. Cuộn này là nó 3 lớp thép nha. À quên, 3 lớp nha các chị. Ở bên ngoài là người ta bao cho hai cái lớp ni lông gì đó, rồi còn ở trong là cái lớp thép. Thì cái cuộn này nè, loại dây này là khá bền nha các chị. Thì tất cả em kiểm tra bên trong rồi, nó chỉ có mấy dây ở bên ngoài là nó hơi vàng vàng thôi, còn ngoài ra còn đẹp hết nha các chị. À, em kiểm tra, tại vì cuộn này tới nó tới 50m lận, quay lâu lắm. Rồi bên ngoài thì còn đẹp luôn. Mã 12 420 nha các chị. Tiếp theo là mã 13, là một cái cây cảo nhanh này nha các chị, hiệu của nó là KDS. Đó, 13 là 300 nha các chị. Cây này của Made in USA nha các chị. Đây, Made in USA của Mỹ nha. Thì cây này khi các anh chị mình bóp là cảo nhanh nha các chị. Khi mình bóp này mình đãi vô nha. Đây mình bóp đãi nha các chị, đãi nè, đó bóp mình kéo ra cảm nhanh nè. Khi mà mình muốn nó chặt lại thì mình bóp dài nha các chị. Ví dụ như mình để vậy nè, mình bóp cái này là nó chưa có chặt nghe đó, thì mình đãi vô nè, xong mình bắt đầu mình bóp này đó, nó ép vô nha các chị. American Tone gì, chiều dài của nó là 150 nha các chị. Khi các chị mình kéo hết ra là nó ấy được 15 sen nha, nó kẹp được 15 sen nha các anh chị. Đó, còn đẹp luôn. Rồi cái cảo nhanh là mã 13 nha các anh chị, 300.000. Tiếp theo là mã 14, là một cái cây sủi.
Một cái cây sưởi này là nó của Mỹ nha các chị, Made in USA này. Made in USA nha các chị, thì cái cây này hình thức của nó này. Lưỡi đồ còn đẹp nha các chị. Cái này là chiều dài của nó là 10 cm nha các chị, còn chiều dài của cây này là 30. Đây cái hình thức của nó có chữ như vậy nha các chị. Đó, dưới cái cắn có chữ như vậy nè. Rồi cây này thì hình thức như vậy. Còn ok nha các chị, nó hơi tráp tráp cái sơn màu lam lam như vậy thôi nha các chị. Khi các chị mình mở ra này, mở con ốc đi ra sơ sơ thì nó hở cái này ra, mình để vô mình dặn ốc lại nha. Rồi mã số 14 nha các chị, 107. Tiếp theo là mã 15, là một cái cây này của Alpha của Nhật nha các chị, Japan. Thì cái cây này hình thức của nó này, khi các chị mình mở ốc này ra nha, cái mình bấm này, đó nó hở ra và mình thả, mình khóa lại nha, mình ốc nhanh nha các chị, mình dặn mình mở nhanh. Cây này cắn tay cầm được còn ok hết nha các chị. Cây này chiều dài của nó cũng 30, cái phần rộng này cũng là 10 cm nha các chị. Rồi còn nó chỉ trài trài cái sơn thôi, còn ngoài ra còn đẹp nha các chị, còn ok hết á. Rồi mã 15, 107 nha các chị. Tiếp theo là mã 16. Mã 16 là em có cái cờ lê này nha các chị. Cờ lê này là hiệu xét nha các chị. Số là số 19 nè. Miệng đồ còn đẹp nha các chị, miệng còn ngon lành luôn, 19. Còn cái đầu này cũng còn đẹp nè, còn mới tinh luôn á. Nhưng mà cái thân của nó thì hơi đen nhẹ như vậy nha các chị, hơi đen nhẹ nè, hiệu xét. Lúc lắc nha các chị, cây này thì đầu lúc lắc 19. Cờ lê lúc lắc 19 nha các chị, chiều dài của nó là 26. Nó bị taxi nhẹ chỗ này chút thôi. Rồi mã 16, 150. Tiếp theo là mã 17, là một cái tai nối này. Cái tai nối này là của Tona nha các chị, Japan. Thì cái đầu này đẹp luôn, đầu bi rồi đẹp hết nha các chị. Chiều dài của nó là 15 cm. Khẩu của nó là 1/2 nha các chị, 1/2 là bằng 12.7mm Tona. Rồi mã số 17, 100 nha các chị. Tiếp theo là mã 18. Mã 18 là một cái này nha các chị. Cái này cũng Tona nè, lúc lắc léo của Tona, logo nội địa Nhật. Cái này ở bên trong còn đẹp, mấy vòng vòng này nè, nó hơi trài trài nha các chị. Khẩu của nó là 1/2, lắc léo Tona 1/2. Đầu bi đồ còn đẹp hết nha các chị, nó chỉ bị taxi nhẹ nhẹ chỗ này chút xíu thôi. Trời, mã 18, 100. Tiếp theo là mã 19 nha các chị. Mã 19 là một cái cây vít này. Cây vít này là của Vercel Japan nha các chị. Thì nó gồm có là mũi dương 1, dương 2, trừ 3, trừ 5 nha. Đây thì nó có như vậy nha các chị. Đó. Nó có 5 mũi và một cái mũi nhọn như vậy nữa nha các chị, là 5 mũi nè. Ở đây nó có đĩa nè, 5 mũi nè, vừa sale. Đó thì hình thức của nó như vậy nha các chị, mới chưa có sử dụng luôn nha. 5 mũi này mới chưa sử dụng nè. Khi các chị mình lấy một mũi ra đi, em lấy cái BH2 ra đi cho các chị mình nè. Đây, mình bỏ vô rất là sướng luôn nha. Nè, mình nhắn xuống nha các chị, đó, mình nhắn xuống nè. Mình xài khi mình không có muốn xài cái mũi này nữa thì mình đổi 5 mũi cho một cây vít thì các chị mình xài thoải mái luôn ha. Đó. Đó. Rồi mũi là mới chưa sử dụng nha, hiệu Vercel nha các chị. Đó. Vercel Japan. Rồi mình rút ra mình bỏ vô này. Đó. Rồi thì cái cây này hình thức của nó nha các chị là 5 mũi, chiều dài của cái cán không là 12. Rồi mã số 19, 150. Còn mới tinh đẹp luôn nha các anh chị, không có bị gì, 5 mũi xài ok luôn. Rồi tiếp theo là mã 20, là một cái cây kìm này. Cây này là của Sanke nha các chị, chiều dài của nó là 250mm. Cây này cái răng này ở các anh chị mình xài rất là ok luôn nha. Cái răng là ngàm được còn ok hết nha các anh chị, răng được còn đẹp. Cây này hình thức của nó ngoại hình đồ đẹp nha các chị, không có bị tróc sơn tróc xi gì hết. Cái cán thì cái vỏ nhựa này nó có trài trài như vậy nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó là 250mm. Miệng mở rộng để hình thức như vậy là 6 cm nha các anh chị. Đó, hoạt động ok. Cây này nó có lò xo trợ lực nha các anh chị. Và cái răng này răng mở nhanh nữa. Rất là ok. Rồi mã 20 nha các anh chị, 107. Tiếp theo là mã 21 cũng vậy luôn nha. Thì cái này cũng vậy nha các anh chị, Gyusuke. Thì cây này cũng chiều dài 250 và miệng mở rộng để hình thức như vậy là 6 cm nha các chị. Răng ngàm rồi còn đẹp hết nè. Đó, ngoại hình rồi còn ngon lành nha.
Cây này thì hình thức của nó cắn cũng vậy nha các chị. Cái vỏ nhựa thì hằng bãi nó đi về nó hơi trài trài chút, nhưng mà phần ngoại hình nó còn đẹp lắm luôn. Chiều dài là 250 nha các chị. Kìm quạ mã số 21 170 luôn. Tiếp theo là mã 22. Thì em có cái cuộn chì này nha các chị. Cái cuộn này là 1 ly, nặng của nó là 700g nha các chị. Nặng của nó là 700g. Cuộn chì này 1 ly nặng là 700g luôn. Cái logo này luôn, logo nội địa Nhật này. Còn đẹp nha các chị. Do hàng bãi nó bụi bụi chút thôi chứ còn đẹp lắm. Rồi cuộn chì nhỏ chị vừa các chị mình xài luôn á. Rồi cuộn này là mã 22 nha các chị, 400. Tiếp theo là mã 23. Thì em có cái này nha các chị. Cái này là một cái gì, cái cưa nha các chị. Cái cưa sắt sandwich của con cá nha các chị. Con cá của Manh Cua nha. Cái cắn này các anh chị mình biết rồi nè. Đó thì cái hình ngoại hình của nó cũng có trầy trài nha các chị. Nhưng mà cái răng, lưỡi răng này, lưỡi của này á, còn xài cũng còn được thôi nha các chị. Đó, xài còn được thôi. Các anh chị mình vui gì mình xài, thời gian mình thay lưỡi nha. Cái này sandwich của Banh Cô. Chiều dài lưỡi của nó, đếm đo chiều dài lưỡi thử. Chiều dài lưỡi của nó là cỡ 15-16 cm nha các anh chị. Còn chiều dài nguyên cây là 10-27. Mã 23, 120. Tiếp theo là mã 24. Là em có cái lưỡi cuốc chim này nha các anh chị. Cái lưỡi cuốc chim này hình thức của nó này. Đây. Nó cũng còn cái tem chai mát này nha các anh chị. Đó. Thì cái tem này nha, còn cái lưỡi không à, chưa có sử dụng nha các anh chị. Còn cái cá là không có có. Cái này thì chiều dài của nó là 5, cái lưỡi của nó rộng là 5 cm nha các anh chị. Còn chiều dài của cái mỏ này luôn là 231 này. Đó, nó có một cái lưỡi cuốc như vậy và một cái lưỡi cuốc bố như vậy nha các anh chị. Cái bố chim này, cuốc chim này, nhỏ nhọn như vậy. Thân của nó chưa có sử dụng này, còn tem này luôn. Rồi mã 24 nha các chị, 130. Tiếp theo là mã 25, là em có cái sẻng làm vườn này nha các chị. Cái sẻng này thép không rỉ nè. Đó, hình thức của nó thì khi các chị mình xài xong, mình treo lên, mình rửa sạch, mình treo lên là mình xài lâu lắm nha luôn nha các chị. Bền lắm. Cái này chiều dài của nó là 29, rộng là 8 cm nha các chị. Khi các chị mình làm sạch xong rồi, mình rửa sạch, mình treo lên, mình xài thiên thu luôn nha. Rồi mã 25 nha các chị, 100. Tiếp theo là mã 26 nha các chị, là một cái cây búa này. Cây búa này là của Fancy nha các chị. Đó, Made in Japan này. Cây này đầu đẹp luôn nha. Búa còn mới tinh luôn, một đầu nhổ đinh và một đầu đóng còn đẹp lắm luôn nha các chị. Cây búa này nặng của nó là 220g nha các chị. Chiều dài của nó là 23. Đường kính đóng là 2 cm nha các chị. Nhỏ nha, cây búa này là búa mini nha các chị. Đầu này người ta làm xi thép trắng, không có rỉ, không có dơ nha các anh chị. Rồi mã số 26, 150. Tiếp theo là mã này nha các anh chị. Cái mã này thì là một cái mã gọi là mã cuộn thước 20m nha các anh chị. Mình chốt là chốt cuộn thước 20m giùm em nha. Rồi cái này là khi các anh chị mình bấm này. Đó, bấm cái nút này là cái này nó bung ra nha. Cái cuộn này này thì hình thức này. Đó, logo nội địa Nhật. Cái cuộn này còn ok lắm nha các anh chị. Da bên này không có bị gì đâu nha, hai bên đều còn đẹp nha các anh chị, không có bị gì hết á. Cuộn này là thước 20m. Bên trong còn mới tinh, thước này mềm mại rồi nha, thước thép mà có bọc. Rồi cái cuộn này 20m giá 200.000 nha các anh chị. Các anh chị nào chốt thì nhắn giúp em là cuộn thước 20m 200k. Rồi tiếp theo là mã 27 nha các anh chị. Mã 26 rồi mã 27 nha các anh chị. Mã 27 là một cái thùng đồ nghề 2 tầng. Cái thùng này là, để em quay đây. Cái thùng này thùng đồ nghề 2 tầng như vậy nha các anh chị. Nó có Rinsta này ngôi sao. Đó thì hình thức của nó là cái màu của nó là hơi xám xám nha các anh chị. Nó chỉ chắp sơn thôi, còn ngoài ra là nó cũng có mớp mớp nhẹ nhẹ nhưng mà không có bị gì nha các anh chị. Cái tay cầm của nó bằng inox, bằng gì trắng bóng à. Đó, thì khi các anh chị mình mở ra, cái thùng này nặng 3 kg mấy, 3 kg rưỡi em như quên rồi. Đó thì bên trong của nó như vậy nha các anh chị, bên trong của nó này không có bị chắp sơn chắp xi gì nha.
À, quên, không có bị rỉ, bị lủng gì nha các chị. Nó chỉ bị chắp sơn thôi. Đó, hình thức thì còn ok. Rồi em sẽ khi các chị mình gắn lại này. Rồi Vinsta nha các anh chị. Cái thùng này nó có hai cái quai này. Khi các chị mình cầm hai cái quai này khá mạnh nha. Đó, thì cái thùng này nói chung là cái thùng này tất cả đều còn ok hết nha các chị. Dưới đất đều còn đẹp nè. Em đo thử cái chiều dài và chiều rộng của nó thử rồi sao. Chiều dài của nó là 35 nha các chị. Rộng của nó là 20, chắc cao cũng 20. Cao 18 nha các anh chị. Rộng 35. Dài 35, rộng 20 và cao 18 nha các anh chị. Rồi mã 27 420. Mã 27 420. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ.